sau năm đóng phim 20 năm không ai biết, ăn mặc như trò cười cả nước hay. Bị đánh giá là diễn viên vô dụng nhất giới giải trí, sau năm này quyết định làm nhiều trò lố để mong được chú ý. Theo Quy Quy, nam diễn viên hướng tả trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện đêm hội tầm nhìn Weibo 2024, nhưng bằng những ý kiến tiêu cực. Con trai của ông trùm giải trí hướng hoa cường bị chê mặc đồ của mẹ, cố tình để lộ ngực, trang điểm đậm như phụ nữ và làm trò lố trên thảm đỏ. Ngay trong ngày tổ chức sự kiện, từ khóa hướng tả làm lộ ngực đạt tới 140 triệu lượt xem. Chỉ số WeChat của nam diễn viên đạt 400 triệu lượt, cao hơn hẳn nghệ sĩ thứ hai là Hồ Minh Hạo là 107 triệu lượt xem. Có thể nói, hướng tả đã thành công thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, Quy Quy cho rằng hướng tả đang học theo Trần Trí Bằng, làm đủ trò lố lăng, ăn mặc thời trang dị hợm chỉ để tạo điểm nhấn. Thực tế, trước khi bộ phim môn tiền bảo địa công chiếu, hướng tả bị gọi là thái tử vô dụng nhất. Nam diễn viên là con trai của ông trùm dưới giải trí hướng Hoa Cường, mẹ là bà Trần Lam là nhà sản xuất tiếng tăm đến cả Thành Long. Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt cũng nợ ân tình của nhà họ hướng và dành sự tôn trọng cho vợ chồng họ. Để lăng xê quý tử, hướng hoa cường mời Lý Liên Kiệt về làm thầy dạy võ thuật, nhận hướng tả là đệ tử. Hướng hoa cường còn sản xuất phim điện ảnh phong thần truyền kỳ chi lôi chấn vũ để hướng tả đóng nam chính. Diễn phụ của anh là những nghệ sĩ hạng A có danh tiếng nhất lúc bấy giờ như Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby, Cổ Thiên Lạc, Lý Liên Kiệt, Lương Gia Huy. Thế nhưng phim thất bại thảm hại, hướng tả bị chê cười là bùn nhão, à đầu, con trai của Lưu bị nâng mãi không nổi. Sau đó, Hướng Tả còn tham gia nhiều chương trình giải trí, đóng các tác phẩm khác nhau nhưng không đem lại danh tiếng. Nam diễn viên bị chê ngoại hình kém sắc, diễn xuất non, gương mặt không thu hút. Bên cạnh đó, Hướng Tả bị chê diễn rất lố, khiến khuôn mặt càng khó coi nên khó thu hút khán giả xem phim. Đầu năm 2024, Hướng Tả tham gia sâu lớp học siêu Việt 2, anh diễn tệ đến mức dàn khán giả đều phải che mặt bịt miệng, vừa không xem nổi diễn xuất vừa không thể đưa ra những nhận xét quá khắt khe. Bộ phim điện ảnh võ thuật môn tiền Bảo địa được sản xuất với kinh phí 200 triệu nhân dân tệ, hơn 700 tỷ đồng do hướng tả đóng chính cũng thất bại phải rút khỏi dạp. Khi bị lỗ khoản tiền lớn, hướng tả đau buồn viết trên trang cá nhân, tôi đi đóng phim gần 20 năm nhưng chẳng ai quan tâm. Mọi người đều coi thường công sức của tôi. Môn tiền bảo địa sau khi phát hành trực tuyến bỗng nổi tiếng vì trong phim hướng tả diễn quá dở, đóng nhân vật giỏi võ làm tình báo nhưng biểu cảm như chú bé ngốc. Động tác đặt tay nên mũi của nam diễn viên bị chế diễu lợi dụng sự mỉa mai của công chúng, hướng tả biến những lời cười cợt thành trò đùa, tự bản thân trở thành công cụ giải trí để người xem cười và trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Cũng vì biến mình thành trò cười, nam diễn viên được chú ý nhất thời. Tuy nhiên, khi hướng tả xuất hiện với trang phục lố lăng trên thảm đỏ, nhiều người cho rằng hướng tả muốn được chú ý nên làm đủ trò.